Chào mọi người, xin chào anh em, quý vị và các bạn. Mình đang có mặt tại gian hàng Audi này. Đấy, màu vàng của Audi R8 rất đẹp luôn. Ở gian hàng Audi thì có sự xuất hiện khá nhiều của các cái dòng xe. Ngay bây giờ chúng ta hãy làm một vòng nhé, và sẽ chọn một cái sản phẩm cũng rất là đặc biệt. Các bạn hãy chờ một chút, chúng ta sẽ tới một cái sản phẩm rất đặc biệt và cũng rất đình đám trong cái thời gian vừa qua của Audi. Đi chăng? Không. Đấy. 4 Q2 A4 Avan nhiều, Q7, Q5, A6. Rồi, rất nhiều. Giá xe sang ở bên này thì nó không hề rẻ, thậm chí còn đắt hơn cả Việt Nam luôn. Xe bình dân thì nó rẻ hơn. Vâng, Audi E-Tron, mẫu xe điện của Audi. Thưa các bạn, trông nhìn phát là biết xe điện luôn. Rồi, chạm sạc đấy. Cái sản phẩm này, nói qua về một chút về thông số nhá. Mẫu xe này có thể đi một cái quãng đường khi mà sạc đầy là 400 km, và khi sạc nhanh khoảng 30 phút nữa thì sẽ đạt được 80% pin. Ở nước ngoài thì những cái trạm dừng nghỉ rồi vân vân ấy thì nó rất là tiện. Bạn có thể dừng chân, ngồi nghỉ một chút và sạc. Cái trạm dừng nghỉ của nó quá tiện lợi luôn. Rồi, thiết kế phần đầu xe, lưới tản nhiệt kiểu single frame thì đã rất là quen thuộc trên Audi trong thời gian gần đây, khi mà đã ứng dụng trên những cái sản phẩm như là Q8 rất rõ rệt này, A7, A8 vân vân. Nhưng mà mẫu xe điện này, đây, cái lưới tản nhiệt nó cũng dị. Nói chung là xe điện nó cũng phải dị một chút. Nghe trông đang ở dưới là một cái cảm biến gì đó. Hệ thống đèn pha LED. Audi thì cũng rất tiên phong về công nghệ đèn daylight và đèn LED, nhưng mà bây giờ nó ngập tràn từ xe bình dân đến xe siêu cao cấp. Xe siêu cao cấp thì bây giờ là đèn laser. Đây, bốn cái đèn định vị này là đại diện cho cái mức pin. Ví dụ theo cái mức pin giống như cái điện thoại của mình sạc bao nhiêu phần trăm nó sẽ báo. Bộ mâm thiết kế cũng khá dị. Đây là phần sạc. Và nhìn lên trên thì các bạn sẽ thấy là cái mẫu xe này rất lạ là nó không có cái gương. Cái gương nó quá dị luôn. Về kích thước xe thì nó nằm giữa cái sản phẩm Q5 và Q7 thì các bạn đã biết rồi. Về chiều dài, mẫu xe này thì nó tương đương với cái mẫu BMW X5 mà mình cũng vừa mới giới thiệu. Thiết kế, các bạn chờ một chút nhé, đang có người xem. Mình dí luôn vào cốp lên cho cốp khá là rộng. Wow, đèn liền mạch luôn. Đây cũng như A7 với cả mấy sản phẩm thế hệ mới của Audi. Rất đẹp, đèn liền mạch từ trái qua phải. Nói chung xe Đức mà. Chi tiết các kiểu đẹp. Vẫn qua trù. Mẫu xe này dùng hai cái động cơ điện. Hai động cơ điện, hai cái motor điện trước và sau. Và đối thủ của nó là Tesla Model X. Đây, chiếc gương là một chi tiết mà mình rất muốn các bạn xem, bởi vì nó là một chiếc camera dị thật. Ở mình những cái chiếc gương xe Đức ấy, thì nó cũng đã rất là đắt tiền rồi. Nhưng mà gương này không biết về nhỡ chẳng may bẻ cái thì không biết là giá nó bao nhiêu nữa. Khổ, ở nước hay mất cắp thì mình lại hơi lo. Đây, hai motor điện này.
Đấy, công suất cực đại khi mà hai cái motor điện này là phối với nhau là 360 mã lực và có thể có chế độ boost mode là 408 mã lực, xoắn là 561. Và khi mà boost mode lên là 660 Nm. Wow. Hộp số là hộp số đơn cấp pin lithium. Thưa các bạn, đối với một cái mẫu xe điện thì họ loại bỏ cái động cơ đốt trong này. Thì sẽ giảm thiểu được rất nhiều chi tiết cơ khí, giảm ma sát, giảm nhiệt lượng, vân vân, giảm rất nhiều thứ. Và hơn nữa là sẽ hạ được trọng tâm của xe, việc bố trí nó cũng dễ hơn. Ủa, xe này tay lái lại bên trái à? Làm mình đứng bên này luôn. Thôi được, được rồi, không sao. Không gian xe thì cũng không khác nhiều so với Q8 là mấy cả. Đấy, bảng tablo chia thành nhiều tầng. Màn hình đây để mình chuyển qua bên này. Rồi, đây. Đấy, vô lăng. Xe điện thì cái độ trễ của nó thì khá thấp và hiệu suất của động cơ điện thì cao hơn rất nhiều so với động cơ xăng. Động cơ xăng thì hiệu suất chỉ được có 30%, nên động cơ điện phải đến 90, hơn 90% nếu mình nhớ không nhầm. Màn hình visual cockpit này rất là đẹp nhá. Màn hình chế độ bản đồ là theo kiểu Google Earth 3D rất đẹp luôn, nhưng mà không có chìa khóa, không biết làm thế nào để xem đây. Hai màn hình kép, màn hình trên, màn hình dưới. Màn hình trên cũng phải tầm 12 inch đấy, màn hình dưới bé hơn chút, chắc khoảng 10 inch. Đó. Khởi động động cơ, camera. Rồi. Khoanh điện tử. Rồi cần số đây, cài số đây ạ. Có sạc không dây, có da rẻ rất đẹp. Túi khí chắc là đủ hết, xe đức thì yên tâm. À đây, mở cái cửa ra nhá. Đây mình mở cái cửa ra thì sẽ thấy cái camera nó bên này. Đây. Đấy, để mình ngồi thử xem chúng ta sẽ quan sát nó như thế nào. Rồi đóng cửa lại. Cửa hít không? Có hít. Có hít. Rồi, có hít. Rồi, có hít. Êm lắm. Xe điện thì cái việc bố trí cái hệ thống dẫn động nó dễ hơn. Motor trước, motor sau, pin đặt ở giữa, ở dưới sàn đây. Dưới sàn này là pin. Pin lithium thôi các bạn. Sàn phẳng, hạ thấp trọng tâm dễ. Bố trí, phân bổ trọng lượng nó cũng dễ hơn. Đây. Ái giời. Ngồi vào xe Đức nó cũng có cái gì đấy nó khác nhỉ. Trông nó... Úi giời, cửa đóng êm. Cứ gọi là xình xịch. Đấy, đấy, các bạn sẽ thấy này. Cái gương. Quay sang bên này sẽ nhìn được cái gương mở cửa ra nó sẽ chiếu ra đâu. Đó, đấy. À, có một tay một bạn nữ mở ra rất đẹp. Chưa hiểu là khi lái thì nó sẽ như thế nào, khi lái thì quan sát kiểu gì, thiết kế quá dị luôn. Về trang bị thì khả năng mẫu xe này trang bị hệ thống điều hòa hai vùng độc lập này. Loa ở đây chưa phải loa Bang Fusion, chưa phải. Nó có tùy chọn loa Bang Fusion nhé. Thực ra trên những cái dòng xe bây giờ thường sẽ sinh ra các gói trang bị, ví dụ như đối với Audi này sẽ có cái gói Prestige Package gồm kính che nắng sau này, ghế mồi massage, cửa ra vào tự động bọc da cao cấp, chế độ lưu trữ thông tin hành khách, rồi vân vân rất nhiều. Thậm chí có những cái bản First Edition để kỷ niệm đánh dấu cái dấu mốc của E-Tron. Thì với những cái trang thiết bị như là màu sơn Daytona đặc biệt, rồi kẹp phanh màu cam, vân vân rất nhiều. Về trang bị an toàn thì cũng vậy, Audi bây giờ thừa về công nghệ luôn. Camera, quan sát điểm mù, cảnh báo va chạm là những trang bị tiêu chuẩn. Và những cái phiên bản Prestige hay là First Edition sẽ có các cái hỗ trợ lái cao cấp,
kiểm soát hành trình chủ động, hỗ trợ lệch làn, hỗ trợ đỗ xe và camera 360. Thực ra E-Tron không phải là cái mẫu xe điện nhanh nhất thị trường hiện nay, nhưng nó là một mẫu xe điện rất sang trọng. Cửa sổ trời rộng, hàng ghế sau ngồi thì thoải mái, khá rộng như mẫu Q8 mà mình đã ngồi thử. Khá rộng. Xe này sử dụng hệ thống treo khí nén nhé. Treo khí nén. Nó có thể điều chỉnh cái độ cao thấp được tùy theo chế độ lái. Ví dụ chế độ lái off-road ấy, thì nó sẽ tăng lên 36mm. Và lái dynamic, lái theo kiểu thể thao, thì nó lại hạ thấp xuống 25mm so với tiêu chuẩn. Và có chế độ nâng rise không là 15mm. Nói chung là mẫu xe này thì đi phố ngon, đi đường xấu xấu thì cũng được, bởi vì có thể nâng được gầm, không sợ cạ gầm. Và đặc biệt đây là một mẫu xe rất đẹp, rất thời trang. Audi thì thiên về thiên hướng thời trang, tinh tế. Những cái vành này mình nghĩ nó phải thanh mảnh hơn thì nó mới phù hợp với mẫu xe này. Nó có gì đó hơi nặng nề, vành cần phải to hơn chút. Đây, thực sự đi trông là một mẫu xe đẹp. Anh em thấy nó có đẹp không? Có đẹp thì cho xin một sub, một subscribe, một comment hoặc một xe gì đấy nhá, để ủng hộ chúng tôi, để ủng hộ Autodaily. Còn bây giờ thì xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả các anh em, quý vị và các bạn. Cảm ơn thời gian của các bạn.